Đối với các bạn mới sang Nhật mà lần đầu tiên đi làm quán thì luôn luôn có một nỗi lo rằng là khách nói gì, khách nói như thế, mình có hiểu không? Vậy những cái lúc mà không nghe được khách nói gì hay là không hiểu về cái món ăn đó chẳng hạn thì mình phải làm như thế nào? Phải hỏi lại khách, đúng không? Hay là phải check lại xem nó có đúng hay không? Vậy thì trong những tình huống đó thì mình sẽ phải đối ứng với khách hàng như thế nào? Các bạn hãy cùng theo dõi video này nhé. すいません. Hai. これいくらですかね。わかりますか。すみません、もう一度、もう一度、もう一度よろしいですか。すみません、もう一度よろしいですか。もう一度おっしゃっていただいてもよろしいですか。もう一度おっしゃっていただいてもよろしいですか。đấy, khi mà chúng ta không nghe được khách hàng nói gì thì chúng ta phải xác nhận lại như câu vừa rồi, được chưa? Và tiếp theo, khi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta phải nói như thế nào? Đấy. Bắt đầu. すいません. Hai. これってお持ち帰りできますか？確認いたしますので少々お待ちください。確認いたしますので少々お待ちください。すいません。はい。このクーポンは使えますか？お調べいたしますので少々お待ちください。お調べいたしますので少々お待ちください。はい、お願いします。あ、すいません。はい。これってどんな味ですか？辛いですか？少々お待ちください。別のものを呼んでまいります。少々お待ちください。別のものを呼んでまいります。はい、câu cuối cùng thì các bạn có nghe thấy cô giáo nói gì không? 別のものをお呼びしますので。Ở đây còn chúng ta thấy là gì nhỉ? Mono, tại sao lại sử dụng mono ở đây? Mono là có nghĩa là người, staff. Khi mà trong những tình huống, khi mà đối đáp với khách hàng, những người mà thuộc công ty hay là thuộc quán của chúng ta có thể sử dụng từ mono này thay cho tên trò hay là thay cho staff này. 別のもの tức là tên trò hay là 他の社員他のスタッフ呼びます。Đấy, tức là tôi sẽ gọi tên trò hay là nhân viên khác để cho nào ra và sẽ giải thích cho khách hàng. Ok, hy vọng video ngày hôm nay sẽ giúp các bạn mới sang Nhật xóa được cái nỗi lo là không nghe được khách hàng nói gì và khi mà không hiểu khách hàng nói gì thì phải đối đáp như thế nào. Thế nhá, bye bye mọi người, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.